Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép giới thiệu cho anh chị và các bạn một combo thu âm Hardline rất là tuyệt vời. Và đây là combo tầm trung cho những anh chị và các bạn chúng ta sử dụng tại nhà. Ở đây là Lê Hoàng sẽ kết hợp cho anh chị và các bạn. Thứ nhất đó chính là con sao cạc Icon U-Bot Pro. Và micro của Lê Hoàng muốn đề cập đến ở đây đó chính là con AKG B120. Đó, thì AKG B120 là micro đến từ thương hiệu của Áo, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo, sao cạc của Lê Hoàng thì đây chính là con sao cạc Icon U-Bot Pro. Con sao cạc này có 72 chế độ Eco Reverb cho những anh chị và các bạn nào mà chúng ta muốn sử dụng một cách đơn giản với điện thoại, không cần qua phần mềm máy tính, thì chúng ta có thể sử dụng 72 chế độ trên con sao cạc Icon Pro này để chúng ta có thể hát live karaoke thu âm trực tiếp vào trong điện thoại. Chỉ với hai cái điện thoại thôi, một cái anh chị và các bạn phát nhạc, một cái chúng ta sẽ thu vào. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng bộ thu âm này rất là dễ dàng mà không cần có máy vi tính. Đó, con sao cạc này thì anh chị và các bạn có thể ghim được cả hai micro cùng với nhạc cụ nè. Ở đây có hai đường out ra tai nghe. Phía sau thì anh chị và các bạn thấy á, là nó sẽ có cái cổng bông sen để anh chị và các bạn lấy nhạc từ điện thoại nè. Đó, rồi chúng ta livestream từ cổng 3.5. Hai cổng 6 ly này dành cho anh chị và các bạn gắn ra loa âm ly, loa kéo hoặc là chúng ta ra loa kiểm âm. Và đây là chỗ để lấy nguồn. À, chúng ta lấy nguồn nhạc từ máy vi tính. Và đây là lấy nguồn cho con sao cạc của chúng ta. Đó, thiết kế của con này thì phải nói là rất là đẹp luôn. Anh chị và các bạn có thể thấy là ở đây nó tích hợp luôn cả nguồn 48V cho những cái micro nguồn 48V. Còn đối với những anh chị và các bạn nào mà chúng ta muốn chuyên sâu hơn về âm thanh thì anh chị và các bạn có thể sử dụng thêm phần mềm Cube 5 để chúng ta thu âm mic nhạc. Thì phần mềm này là bắt buộc anh chị và các bạn nào mà chúng ta có thành thạo về máy vi tính thì chúng ta học hỏi thêm từ từ sử dụng. Hoặc là bên Lê Hoàng có gói cài phần mềm trị giá 600.000 cho anh chị và các bạn, là bên Lê Hoàng sẽ cài qua TeamView cho anh chị và các bạn, đồng thời là sẽ có nhân viên gọi và hướng dẫn sơ qua cho anh chị và các bạn về cách sử dụng Rosette. Trên đó là Lê Hoàng sẽ thiết lập hết thông số để cho anh chị và các bạn có thể hát sao cho hay nhất. Đó. Còn ngoài ra thì anh chị và các bạn sẽ nghiên cứu thêm về phần mềm. Thì nói về phần mềm thì dành cho những anh chị và các bạn nào mà chúng ta thành thạo máy tính một tí nha. Còn những anh chị và các bạn nào không có sử dụng máy vi tính xưa giờ thì không cần đụng tới, tại vì nó sẽ rất là khó đối với anh chị. Thì chúng ta chỉ sử dụng âm thanh trực tiếp trên này là ok rồi. Đó, đây là con sao cạc Icon Pro. Tiếp theo đây chính là micro AKG B120 đến từ thương hiệu của Áo, rất là đẹp nè. Đó, con micro này thì anh chị và các bạn chúng ta thấy là trên này nó có nút low cut và nút giảm 20 dB cho những anh chị và các bạn nào chúng ta thu âm trong những cái điều kiện mà có một tí tạp âm chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng chức năng này rất là tuyệt vời. Đi kèm với combo này thì anh chị và các bạn thấy là micro của chúng ta thì nó có thêm một cái đế để chúng ta có thể gắn micro vào đế và chúng ta gắn vào trên một cái chân kẹp bàn ha. Rồi đi kèm sau cạc thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn nè, dây lấy nhạc nè, rồi dây lấy nhạc từ máy vi tính nè. Đó. Và dây livestream ở đây thì Lê Hoàng sử dụng đó chính là dây livestream XOX MA2. Đó, đây, anh chị và các bạn có thể thu âm được với tất cả các dòng điện thoại luôn. Đây là dây gắn micro ha. Rồi một cái sắc chuyển 3.5 ra 6 ly để cho anh chị và các bạn ghim tai nghe. Đó, đầy đủ phụ kiện hết. Và trong bộ chúng ta thì nó sẽ có một cái màn lọc âm. Màn lọc âm này là chúng ta sẽ gắn ở phía trước micro ha, để tránh những cái tiếng phì phà khi chúng ta hát nó sẽ thu vào trong micro, có nhiều tạp âm nó sẽ không hay. Thì màn lọc âm này nó sẽ chắn lại đi và cái âm thanh thu vào nó sẽ rất là tuyệt vời. Đây là một cái chân kẹp bàn, thì anh chị và các bạn có thể mở ra và chúng ta có thể gắn lên trên bàn của chúng ta và chúng ta có thể xoay được 360 độ, kéo cao kéo thấp tùy ý chúng ta, rất là tiện lợi. Đặc biệt là Lê Hoàng có tặng kèm cho anh chị và các bạn một cái tai nghe. Thì đây là tai nghe Lê Hoàng tặng kèm miễn phí. Đối với anh chị và các bạn nào mà chúng ta muốn mua một cái tai nghe xịn hơn thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với Lê Hoàng. Còn cái này là Lê Hoàng tặng kèm cho anh chị và các bạn sử dụng thôi. Tại vì có những anh chị và các bạn đã có rồi hoặc chưa có rồi, cho nên Lê Hoàng chỉ tặng một cái nó vừa phải vừa để nghe thôi. Còn anh chị và các bạn muốn những dòng tai nghe kiểm âm xịn hơn thì tất cả các mệnh giá Lê Hoàng đều có hết, nên anh chị và các bạn có thể liên hệ cho Lê Hoàng nha. Và bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng nghe một đoạn mà Lê Hoàng đã test qua combo này AKG kết hợp với lại Icon U-Bot Pro. Tình giấc chợt trông thấy đã ở nơi xa, cảm giác chẳng biết đâu là nhà. Khi hai trái tim bây giờ
đã không thể chung nhịp đập, đành xem như hạnh phúc thoáng qua. Một hai rồi ba bốn tháng sẽ trôi đi, anh chắc sẽ nhớ em thật nhiều. Nhìn ngày tháng trôi tiêu điều, lòng thao thức sớm chiều, bùa vây anh cơn gió đông quạnh hiu. Chiếc hôn thơm nồng, anh lên chuyến xe phiêu bồng đi giữa thế gian xoay vòng, tìm em đừng trốn anh được không? Người xa mãi để lại những tiếng than thở dài. Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ mãi về bên nhau cho vơi đi những cơn say. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Thì anh chị và các bạn yêu thích combo Icon U-Bot Pro kết hợp với lại micro AKG B120 đến từ thương hiệu của Áo, thì anh chị và các bạn nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để có thể đặt mua những sản phẩm như thế này về. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn sẽ nhận được ngay lập tức luôn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.